Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện. Video hôm nay mình sẽ test cái tốc độ của cái hộp số động cơ này để cho các bạn tham khảo về độ chế xe. Thì ở đây mình đang lắp lên trên cái hộp số này là một cái bánh răng là 17 răng, sử dụng cái phản quang để đồng hồ đo tốc độ. Thì đây là dùng cái súng tốc độ này để test cái tốc độ lớn nhất, có nghĩa là ở cái số 4 này. Con này nó có 4 số và một số mo các bạn nhé. Thì mình đang để số nhanh nhất để mình đo cho các bạn xem. Và mình sẽ tính ra những cái tốc độ ở những cái số còn lại cho các bạn. Thì dựa theo cái công thức đo số của cái công thức đo số nhanh nhất. Chủ yếu mình quan tâm đến số nhanh nhất thôi, chứ còn những cái số tiếp theo thì nó là giải tốc độ tùy theo tải trọng. Đấy, ở đây là dùng cái đồng hồ đo số này là giống như xe máy thôi. Thì các bạn lưu ý là cái này phải đưa điện áp 12 nhé, đưa điện áp của cái này là cháy luôn đấy. Đấy, thì cái này đấu thì nó rất là lằng nhằng, thì bên em sẽ hỗ trợ cho khách hàng, nếu như khách hàng có mua thì bên em sẽ hỗ trợ đấu lối. Đấy, thì bây giờ em sẽ kéo ga lên cho các bạn là test. Bây giờ em sẽ test cái tốc độ ở cái số nhanh nhất của cái bộ động cơ này. Sau đó em sẽ ghi vào phần mô tả phần còn lại những cái tốc độ tiếp theo. Bây giờ là dùng cái đồng hồ đo loại đo vòng quay này nhé, để tính ra tốc độ. Đấy, thì tốc độ của nó mình lấy tròn là 2390 vòng trên phút. Thì cách tính km trên giờ thì được tính như sau. Các bạn lấy cái số vòng quay trên phút là 2390 vòng trên phút. Các bạn nhân với chu vi của bánh xe, ở đây với những cái bánh xe số, xe cúp, máy, dream, way thì có đường kính là 55 cm, tính theo mét là 0,55, nhân với lại số pi là 3,14 và nhân với lại 60 phút, có nghĩa là trên 1 giờ, và chia cho 1000 thì ra km trên giờ. Thì tạm tính nó ra là 248 km trên giờ. 248 km trên giờ ở đây các bạn được tính là với cái nhông trước thôi. Còn khi các bạn lắp ra nhông sau ấy, thì thường thường tỷ số truyền nó sẽ là khoảng 13/37. Đối với cái nhông này mình gắn ở trên này là nhông 17 răng, thì các bạn cứ lấy cái số 248 này, các bạn nhân với này 17 này, và chia cho nhông sau là cứ gọi là 37 răng đi. Thì tốc độ ước đạt của nó là 113 km trên giờ các bạn nhé, đối với số nhanh nhất. Còn đối với các bạn lắp tỷ số truyền 248 mà các bạn nhông trước 14 răng chẳng hạn, chia cho số nhông sau là 36 thì tốc độ nó khoảng 96 km trên giờ nhé. Thì đấy là tùy, mình sẽ tính ra cái tốc độ đầu ra của cái trục trước này cho các bạn thôi. Đây, còn lại các bạn lắp bộ truyền cho nó nhanh hay chậm thì là các bạn lắp thêm nhé. Đấy, thì ở đây có 3 số này, 4 số và một số mo nữa. Thì số nhanh nhất là 2390 vòng trên phút. Số tiếp theo là 1850 vòng trên phút, và số 2 là 1290 vòng trên phút, và số chậm nhất là 880 vòng trên phút. Đấy, với cái số chậm nhất này thì các bạn cứ theo 3 cái số này để các bạn tính ra tốc độ nhé. Đây là mình sẽ tính ra cái tốc độ lớn nhất cho các bạn thôi, là 248 km trên giờ đối với cái trục này nhé.
và chưa qua bộ truyền nhé. Thì các bạn lưu ý là như mình vừa suy ra bộ truyền qua nhông xích ấy, các bạn cứ chia tỷ lệ nhông xích ra, các bạn lấy nhông trước chia cho nhông sau và nhân với cái số này thì nó ra nhé. Đây mình sẽ viết thêm cái công thức cho các bạn là để các bạn nhân thêm. Đây các bạn nhân với này số răng này trước này chia cho số này răng này sau này thì nó sẽ ra cái tốc độ cuối cùng nhé. Đấy, tốc độ cuối cùng tùy các bạn muốn nhanh hay chậm thì là do các bạn lắp cái bộ nhông thôi. Đấy, đây là hôm nay này mình sẽ làm cho các bạn coi như vậy. Đấy. Cái này thì sang số nó rất là dễ các bạn nhé, bạn đang chạy ở tốc độ cao cũng sang được số. Đấy, nó như xe máy thôi. Ở đây mình đang chạy là 72V. Đây em thử thêm một con 72V 3000W nhé. Con này thì to hơn, nặng hơn nhé. Cái động cơ này ấy, thì nó khoảng gần 10, nó khoảng 10, gần 18kg là nguyên cái động cơ này nhé. Còn cái loại 2000 ấy thì nó chỉ có khoảng hơn 16kg một tí thôi. Đấy, con điều khiển này nó cũng cân nặng khác nhau luôn. Đấy, thì mình quay video lên đây để cho các bạn phân biệt, không các bạn này bảo là cái lọ cái kia nó lẫn lộn nhau 2000 với 3000. Đấy, mình nói luôn kg cho các bạn để các bạn mua hàng không có bị nhầm lẫn. Đây bây giờ mình sẽ 3kW, con này là 3kW này và kg của nó là khoảng gần 18kg, cứ gọi là 18kg đi. Đấy, thì cân nặng nó có thể sai số một chút thôi. Còn cái dòng mà 2000W kia của nó là chỉ khoảng 15kg thôi nhé. Đấy, thì bây giờ mình sẽ test tốc độ và cái cách công thức tính ấy, thì mình sẽ làm luôn cả công thức tính nha các bạn. Đây là mình thử ở tốc độ số nhanh nhất. Rồi. Đây, con 3000W này thì công thức tính nó cũng như con 2000W lúc nãy ấy. Con 2000W lúc nãy thì chạy 72 ấy, thì nó là 2390 vòng trên phút. Đấy. Còn con 3000W này chạy 72 ấy thì nó là 2680 vòng trên phút. Là cái số 4 các bạn nhé. Thì tí nữa mình sẽ áp công thức và mình cũng tính ra cho các bạn được. Thì các bạn cứ dựa theo công thức này. Đấy, để các bạn tính ra thì con này nó phải hơn 100 km/h đấy. Thì đối với các bạn chạy có tải thì tất nhiên nó sẽ giảm một chút thôi, nhưng nó không là nhiều, bởi vì động cơ 3kW hoặc là 2kW thì nó rất là khỏe và nó có đà thì nó phóng rất là nhanh. Đấy, thì với cái tốc độ cao ấy, thì các bạn biết ở đây là thường thường này, động cơ điện thì tốc độ càng cao thì nó càng đắt. Và các bạn đối với những cái xe để mà đạt những cái tốc độ cao bán trên thị trường hiện nay thì cái xe nó rất là đắt. Một số dòng VinFast 7-80 triệu gì đấy thì nó mới đạt đến tốc độ khoảng 90 thôi là cao rồi. Còn bình thường xe điện phổ thông bán chỉ được khoảng 5-60 km/h thôi, là ít. Giờ xe máy điện nó khoảng 60 thôi. Hiện tại thì mình đang test ở với cái giải tốc độ là 72V các bạn nhé. Còn các bạn chạy 60V thì tất nhiên là nó sẽ giảm đi một chút. Tuy nhiên thì mình khuyến cáo các bạn là chơi cái máy này thì có thể dùng pin cho nó nhẹ xe và có thể chạy xe cào cào điện. Các bạn giống những con cào cào ấy thì động cơ này quá là chuẩn rồi, các bạn lắp lên xe máy cũng được. Còn các bạn cứ so sánh giá thành với này những cái xe phổ thông ấy thì nó là hai lĩnh vực khác nhau.
độ chế và mua sẵn thì nó là hai cái trường phái khác nhau rồi. Thì cái đấy thì các bạn cứ thoải mái bình luận thôi, bên mình cũng không có ý kiến gì cả. Đấy. Mình sẽ để cái giải tốc độ theo từng số ở phía dưới phần mô tả sản phẩm để cho các bạn xem. Còn giờ mình sẽ sang thử số cho các bạn xem nhé. Sang số con này thì nó cũng rất là nhẹ thôi, thì mình kết hợp với côn nữa thì nó sẽ nhẹ, rất là nhẹ, có thể vừa chạy vừa sang số cũng được. Ở đây thì mình dùng tạm cái cần số dài này, đây là đang để số 4 này. À, vẫn để số, vừa để số vừa chạy, vừa chạy vừa sang số được các bạn nhé. Đây là số chậm nhất rồi, số chậm nhất đây, số 1 này. Cái này mình vẫn để vừa chạy vừa sang số được các bạn nhé. Đây là số 4 này. Đấy, nó giống như xe máy thôi. Các bạn vừa phóng, chỉ cần các bạn cắt côn và các bạn sang số là được. Đấy, đây bỏ ga rất là bon tít luôn này. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Đấy. Mọi thắc mắc có thể comment phía dưới video. Đấy, bên mình sẽ trả lời hết cho khách hàng. Và hỗ trợ đấu nối toàn bộ thiết bị đối với khách hàng có nhu cầu.